Rồi. Hôm nay là sư phụ mang lên đây tổng cộng là bao nhiêu tượng các bé như vậy? 8 đứa tượng cho 8. Hình như là 6 tượng nó đẹp hơn. Ok, 6 thì 6. Rồi. Đây, đây. Rồi đây. Giờ chỉ còn 6 tượng. Được, được thầy, được. Sao vậy chị? Chắc thầy như thầy nói, chỉ muốn 6 tượng thôi. Ngồi yên nha, không có được xuống đây nha. Chứ sao không chị Bê? Dạ. Con của chị nó thấy tượng nó đẹp, nó nghịch thôi. Dạ. Anh, hơi lắm. Con bể nó mới đúng. Rồi, em là đang bệnh đế, cái tượng bể rất là hay. Ôi, không có động gì thôi nha. Hỏi thầy à, để những cái tượng bể ra thầy. Nhưng mà tụi con phải thấy á, này là thầy làm cho tụi con để mong nhắc nhở người khác không có làm bể nữa. Bể nữa là thầy không làm đâu á. Phải bảo biết bảo quản. Thầy thương tụi con, thầy mới làm cho tụi con. Được. Các vị biết làm 5-8 cái tượng, mà lúc đầu thì hứa nó có 5 cái tượng thôi. Nhưng mà làm 8 cái tượng gắn lên, rớt hết 3 cái tượng liền tức khắc. Ý nghĩa của cúng là để đồng cảm với số phận. Cái vong linh là họ đọc được cái suy nghĩ của mình. Yeah. Nên họ biết được người đó có thành tâm hay không. Nếu mà người đó thành tâm, chắc chắn vong linh ta sẽ giải cho xíu. Tại vì không ai thù dai, không ai giận dai, chỉ do mình có chịu. Giống như tinh thần của Phật giáo là ai buộc nút thì người đó tháo nút. Ai treo chuông, người đó tháo chuông. Chứ không có vụ mà người này tháo thế đâu. Nếu mà Đức Phật tháo thế, chúng sanh đâu còn phải khổ. Thì đây là tất cả tấm lòng của Quý Mạnh Thường Quân, 26.283.000 đồng tiền Việt, 1.500 đô Mỹ và 500 đô Úc. Em xin đại diện Mạnh Thường Quân, em xin được trao cái số tiền này cho chị. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Hôm nay thì Nhân cùng với sư phụ Trúc Phương và một số bạn bè đang quay trở lại trang viên Hoa Hồng ở trên đỉnh Hòn Thơm thuộc Nha Trang, Khánh Hòa. Và ở tại trang viên có một cái tên rất là đẹp này, là nơi mà chị bé B cùng với chồng của chị đã gần 17 năm qua mang về đây an táng trên dưới 13.000 thai nhi bị bỏ rơi hoặc là bị một cái vấn đề gì đó mà các bé phải từ giã cõi đời. Thì Nhân đang bước vào bên trong trang viên và đây chính là cái căn phòng liệm quen thuộc mà trong những video lần trước Nhân cũng đã có chia sẻ. Thì trong căn phòng này chính là nơi mà chị bé B mang các bé về đây. Ở nơi đây thì có rượu để liệm bé nè, có các quần áo, trà và các bình thường thì có các chiếc lọ đây nè, những cái đây chính là quan tài của các bé, những cái chiếc gọi là gì ta, gọi là những cái niêu hả, những cái niêu nhỏ như thế này. Hôm nay thì Nhân thấy căn phòng này có một số cái điều khác biệt, đó là quần áo và khăn rất là nhiều. Hình như là chị mới mang những cái phần này về, lúc trước thì Nhân không có thấy. Và bước tiếp vào bên trong đây là một nơi để sau khi mà liệm các bé xong thì sẽ mang những cái chiếc quan tài đó ra đây để gia cố lại cho nó kỹ, trét keo và làm cho sạch sẽ những cái quan tài trước khi mang lên trang viên. Cái khu vực này thì trước đây Nhân quay không có kỹ cho quý khán giả xem, thì nơi đây rất là rộng và được chị bé B trang trí rất đẹp. Đây là 12 con giáp luôn, những cái hình ảnh rất là phù hợp với một cái trang viên dành cho các bé. Đây,
Bây giờ thì Nhân sẽ bước lên trên nơi an nghỉ của các bé. Sư phụ Chúc Phương cùng với các bạn bè Nhân thì đã lên trên đó trước rồi, đang lên để sắp xếp một số thứ. Hôm nay thì Nhân cùng với sư phụ Chúc Phương, chị bé B, các bạn bè sẽ tổ chức một buổi cúng cho các bé ở trên đây. Đây chính là cổng của trang viên nha cả nhà. Hôm nay sau khoảng 5-6 tháng em quay trở lại đây thì các bé, số lượng các bé hôm nay là bao nhiêu rồi hả chị? Từ lúc em ra tính tới bây giờ là gần 120 đứa. Gần 120 bé. Hồi ngày qua nếu mà chị dọn dẹp chạy đến không xa là 117 bé hay sao á. Tức là mình phải coi danh sách mình mới nhớ hết. Đúng rồi, đúng rồi, chị mới nhớ hết. Là mình coi ví dụ như mình lấy bé nào ra thì mình về mình ghi vô á, thì mình nhớ. Thì đếm từ cái ngày mà bé Thánh Ân và Thánh Đức á, là của thầy với em ra. Tới đây là Thánh Ân, Thánh Nghĩa. Thánh Nghĩa. Là 117 hay sao á. Vậy thì con số ở đây bây giờ cũng phải lên đến gần 13.000 chưa? Đúng rồi. Chị nghĩ là như vậy, tại vì thiệt ra mình không có nhớ chính xác được. Cái số lượng nó quá nhiều mình không có nhớ chính xác được hết. Nhưng mà nghĩ là nó cũng là trên cái số đó rồi á. Trên rồi hả? Tại vì càng ngày nó càng nhiều chứ chị thấy nó không có cái kiểu mà nó dừng lại. Hôm nay thì em thấy có rất nhiều những cái sự thay đổi. Hoa mới đã thay hết rồi nè. Rồi trông trống chị cũng đặt thêm rất nhiều. Rồi xích đu, em thấy có bên đây có một cái nhà trông trống rất là đẹp cho các bé nữa đúng không? Tại vì đợt vừa rồi thì cũng phê với em với lại mọi người, thì chị có làm được 500 cái hộp để chôn các thai nhi. Vậy chị dẫn đi dẫn. 500 cái hộp. 500 gọi là kim tỉnh đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi em. Để cho các bé. Nãy giờ em leo lên Excel, leo xuống em lại thở nữa rồi chị. Mỗi ngày chị đi lên đi xuống chị dọn dẹp. Chị đi quen rồi. Chị đi lẹ chân lắm. Mà Nhân hồi trước Nhân Anh Phong hay anh Nhân Gà rồi lên đây đi hồi là thở hả? Đây như hồi luôn. Lúc mình ra thì chưa có làm được cái này. Cái này là mới. Nghĩa là khi mà xây những cái luống là buộc phải có những cái lan can cái gì đó em. Để tại vì cái độ sâu, độ cao của nó, nếu không có những cái này bảo vệ thì dễ té. Đây là những cái bé, cái luống mới mà được xây. Ủa hôm trước bé, hai bé trên của kia, sư phụ à trên đây. Đúng rồi. Em nhớ rồi. Ở lúc tụi em ra thì cái chỗ này là một miếng đất trống thôi. Đúng, đúng, đúng rồi. Tụi chị phải cải tạo lại thì mới làm được cái gì. Còn hai bé kia là ở đây. Thánh Ân, Thánh Nghĩa. Dạ. Nhiều quá, nhiều khi chị phải tìm đó. Đây, hồi bữa mình ra là nó chỉ có một khúc tới đây thôi, đúng không? Dạ. Là ngày 15 tháng 1. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, giờ bắt đầu tháng 4 là mới có 3 tháng thôi. Chưa có 3 tháng thì vì em ra 15 tháng 1 thì chắc muốn nửa 2 tháng mấy thôi. Thì cái số lượng nó bắt đầu từ đây, ra đây vô kia. Đó. Nhưng mà từ cái lần đầu em ra đây là đã là cũng phải 5-6 tháng rồi chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Tính từ lần đầu thì 5-6 tháng. Dạ. Đây với lại mới làm thêm được cái đây nữa. Với lại được thay ngôi nhà chân trống. Được thay ngôi nhà chân trống. Đây, cát đây. Vét cát lên tới đây. Gạch. Đây. Gạch cát là phải vét từ dưới lên. Vét từ ở dưới chân dưới. Đúng rồi, dưới chân núi luôn á em. Dạ. Đây, chị mới làm được cái hộp đây cho các cháu. Wow, cái nhà trống trống này cũng kỳ công lắm nè. Đúng rồi em. Khi nãy em với thầy đi thì mắc một cái trận mưa rất là to. Nhưng mà lên đến đây thì mưa tạnh rồi. Bây giờ thì lại nắng nữa. Đó, cái khuôn viên này là... Đó, đó là nguyên khuôn viên này, mình cải tạo được cái khuôn viên lớn này. Dạ. Và sang bên đây. Thì ban được cái miếng đất này thì để dành cho những cái bé lớn em. Đây. Đây là những cái bé lớn. Bốn bé hả chị? Bốn bé. Vậy là cái khu này là sẽ dành cho các bé lớn? Đúng rồi em, khu này sẽ dành cho các bé lớn. Tại vì cái khu này đất nó mềm em. Dạ. Thì mình đào mình đưa cái rương xuống được. Chứ còn những cái khu khác thì cái đất nó không có được mềm. Nó cứng lắm, đá không thì mình không có chôn những cái rương bự đâu. Bốn bé ở đây thì có đều tên là... Ủa, có bé này tên khác. Đúng rồi. Bé này tên là Dương Bé Hoa Hồng. Tức là họ Dương chắc là cái họ... Cái họ của theo của mẹ thì của mình mẹ. Chỉ biết được cái thông tin đó thôi. Dạ. Bên đây thì có bé Hoa Hồng Nam. Tại vì cái này con trai. Dạ. Thôi con trai thì chị để nó chữ Nam. Còn này bé Hoa Hồng.
Còn đây thì có tên họ rõ ràng. Đúng rồi em. Này là cha mẹ lập mộ. Đúng rồi, có cha mẹ. Nơi đây thì mỗi một bé là mỗi một số phận, mỗi một câu chuyện đời khác nhau. Nếu như cha mẹ không lập mộ thì có mẹ bé B. Thì chị cứ nói mẹ với bé các B con lập mộ. Chị cứ nói với các con, ai bỏ tụi con không biết về tới đây là cứ con của mẹ hết. Dạ. Hôm nay nhìn cái sự thay đổi này thì em cũng mừng, bởi vì em cảm thấy chị bé B không có đơn độc, bởi vì có rất nhiều những người đang ủng hộ chị bé B từng ngày để lo cho các bé tốt hơn, đúng không? Đúng em. Chị dạ. cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều lắm luôn á. Dạ. Hôm nay thì sư phụ Trúc Phương sẽ tiếp tục có một buổi cúng cho các bé ở đây được ấm cúng hơn. Thì em chắc chắn là chị rất là vui. Đúng lần em. Nào mà em báo cho chị em cũng thấy chị mừng ríu rít hết. Nghe nó thầy ra tụng kinh cho tụi nhỏ là chị mừng lắm. Dạ. Hôm nay thì em được hai ngôi nhà trăng trống, bên đây một ngôi, dạ. bên kia một ngôi nữa. Tại vì chị nghĩ là con đông á, nếu như mà ít quá thì chắc cũng đứa này nó giành lộn đứa kia, nên thôi nhiều nhiều chút. Dạ. Cho con nó chơi. Chơi chơi ha. Hôm nay thì sư phụ Trúc Phương cũng sẽ thăm hai cái bé mà có duyên với sư phụ Trúc Phương. Lần trước ra đây thì anh Nhân Gà với sư phụ Trúc Phương đã có đưa hai bé từ đèo Cù Hin. Hai bé là hai thai nhi bị bỏ rơi ở trên đèo, bị người ta đi vệ sinh vào rất là thương, bỏ trong bụi lùm cỏ đó. Cho nên sư phụ đã đưa các bé về đây. Được chị bé B làm cho hai ngôi mộ nơi này. Chị đang trồng hoa giấy nè, nay mai nó lớn thì nó sẽ bò lên trên cao thì nó sẽ mát hơn một chút. Dạ. Có cái lan can này cũng an toàn hơn. Đúng rồi em, tại vì bớt đầu là tụi chị không có tính làm lan can, nhưng mà nghĩ nó cái độ cao nó quá. Ví dụ nhiều khi mình đứng mình không để ý á. Đúng rồi. Sẽ bị té. Nguy hiểm lắm á. Đúng rồi em, nguy hiểm. Cái lan can này cũng xanh đỏ tím vàng luôn. Lan can cũng đủ màu. Hôm nay các con của chị bé B đâu? À, hai đứa nhỏ chị đi học. À. Cái đây là cái miếng đất hồi bữa Phong á. Phong có ra á. Được vào Tết xong Phong có ra cái miếng đất cái nè. Chị cũng nói xong chị cũng cái chỗ này cải tạo cũng gần được 200 chung 200 cái thai gì. Dạ. Đây. Ở đây là gần 200 bé. Đúng rồi em, dự kiến là gần 200 bé. À, trong lúc đợi đến giờ của sư phụ Trúc Phương cúng thì hôm nay em cũng xin thưa với chị bé B là Mạnh Thường Quân lại tiếp tục gửi cho em một số tiền nữa để có thể ủng hộ cho chị một cái phần vật chất để còn lo cho các bé nữa. Bởi vì ngoài cái tâm ra thì tất cả những cái cát đá xi măng hay là công cái phần xây mộ cho các bé thì đều phải cần cái khoản tiền. Thì quý Mạnh Thường Quân cũng tiếp tục phát tâm và em sẽ xin đọc danh sách của quý Mạnh Thường Quân ở đây ha chị. Dạ có Nguyễn Thị Anh Đào 500.000, Nguyễn Thanh Long 300.000, vợ chồng Quang Yến là 100 đô Mỹ, Đặng Vinh Chiếu 1 triệu đồng, Mạnh Thường Quân giấu tên 500.000 đồng, Nguyễn Thị Sương Mai ở quận 7 300.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 1 triệu đồng, cô Thiên Huệ 100 đô Mỹ, chị Thu Nguyễn ở Mỹ 2.345.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 200.000, một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 300.000, Trịnh Hoàng Phúc 1 triệu, Nguyễn Bá Hoàng Vi 1.200.000, Nguyễn Thiên Kim 400.000, Phạm Ngọc Linh pháp danh Linh Chi 300.000, Mạnh Thường Quân giấu tên 100.000, Dũng Văn Phùng 100 đô Mỹ, chị Ngọc ở Úc 500 đô Úc, anh Châu 2 triệu đồng, một Mạnh Thường Quân giấu tên 400.000 đồng, một Mạnh Thường Quân giấu tên khác 11.338.000, Phạm Thị Mỹ Vân 300.000, Phan Thị Tuyết Vân 300.000, anh Hùng Đặng ở Mỹ 500 đô Mỹ, pháp danh Thiện Hòa 2 triệu đồng, chị Huỳnh Hồ Điệp 500 đô Mỹ, Nguyên Hằng 500.000 đồng, và cuối cùng là Nancy Loan Nguyễn gửi 150 đô để lo cho các bé, còn lại 50 đô là một cái phần quà tặng cho chị với lại các con của chị. Thì đây là tất cả tấm lòng của quý Mạnh Thường Quân, 26.283.000 đồng tiền Việt, 1.500 đô Mỹ và 500 đô Úc. Em xin đại diện Mạnh Thường Quân, em xin được trao cái số tiền này cho chị. Dạ. Thật sự
thiệt sự lúc này thì thiệt sự rất là mừng. Trước là mừng cho các con, sau là mừng cho mình vì đã giống như mọi người giúp cho mình thì mình cũng nhẹ được một cái phần nào gánh vác những cái nặng ở trên vai. Mười mấy năm nay thì cũng không biết nói gì hơn. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành rất là nhiều tình cảm cho các bé Hoa Hồng. Thiệt sự cũng chị rất là vui, không có lời nào diễn tả hết được cái tình cảm mà mọi người dành cho các cháu ở đây. Thì chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống, nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì cũng sẵn đây mình cũng muốn xin cảm ơn một gia đình của cô hay là bác gì vậy đó, cũng lớn tuổi rồi, tên là Nguyễn Thị Hiền. Thì mình cũng xin cảm ơn gia đình cô Nguyễn Thị Hiền rất là nhiều. Rồi mình cũng muốn nhắn nhủ tới một bạn Hạnh, không biết là bạn có xem được cái YouTube của bạn Nhân Chứng hay không. Thì bạn nói là bạn cũng biết được chị qua cái kênh của Nhân Chứng. Cảm ơn em đã cho chị những cái lời động viên rất là chân thành, những cái lời động viên khích lệ để mặc dù ví dụ trong cuộc sống có thể có những nỗi buồn, có những trắc trở, trên cái con đường thiện nguyện nó sẽ không có êm ái, thì cũng sẽ cố gắng đứng lên như những gì em nói. Cái gì rồi cũng qua. Cũng xin cảm ơn em. Và lời cuối cùng là xin cảm ơn em Nhân, em Phong, em Nhân Gà, em Hiếu và tất cả các bạn YouTube đã đem Hoa Hồng đến gần với mọi người hơn. Cũng xin cảm ơn thầy Trúc Phương đã không quản ngại đường xá xa xôi đã dành thời gian đây để cúng cho các cháu. Lời cuối cùng thay mặt tất cả hơn 12.000 cô bộ ở đây, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã dành xúc động, dành nhiều tình cảm cho các con ở đây. Thiệt sự có lẽ lúc đầu tụi em tới đây nó không có được khang trang, nó không được đẹp đẽ gì, nhưng sau hai lần quay gần rồi, sau hai lần tụi em quay lại thì tụi em cũng thấy cũng có, chị cũng muốn khoe cho mọi người biết là những gì mọi người giúp cho Hoa Hồng thì đã làm được những cái gì cho các cháu ở đây. Thì cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn mọi người, xin cầu chúc sức khỏe bình an và cũng xin hồi hướng tất cả công đức này tới tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Dạ. Thì xúc động quá đúng không? Này các bản thân em chỉ làm chiếc cầu nói thôi nhưng mà em cũng rất là nhiều cảm xúc mỗi lần em đến đây. Thì dù cho là một cái sự ủng hộ mà về như chị nói thì về tinh thần thôi, đó là những cái lời động viên cho chị thôi, cũng là một cái món quà rất là quý. Bởi vì ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, mà ai có một cái lời động viên cũng là quý với mình, để mà mình cảm thấy là mình không có đơn độc. Chị cũng có muốn nói với một số mọi người chút nữa. Dạ. Là từ ngày bạn Nhân quay cái YouTube này thì chị cũng nhận được rất là nhiều quần áo, rất là nhiều quần áo liệm từ các nơi gửi về. Thì có nhiều người để tên nhưng cũng có nhiều người giấu tên. Thì chị cũng sẵn cái dịp này thì chị cũng nói với mọi người là chị đã nhận được hết rồi. Tại vì có nhiều người gửi thì là không có tên nên chị không biết cách nào để cảm ơn mọi người. Thì cũng tùy sẵn cái kênh đây thì mọi người theo dõi kênh của bạn Nhân thì mọi người sẽ coi được cái video này. Thì mình muốn nói với mọi người là mình đã nhận được hết những cái áo quần mà mọi người gửi cho các bé ở đây. Có cái chị đó đã gửi cho mình một đôi giày, con mình một đôi giày rất là đẹp, nhưng mà thiệt ra mình cũng đã mang rồi nhưng mà mình đi nhiều mình sợ nó hư nên thôi để dành khi nào đi đâu thì mình mới mang chứ không phải là mình không mang. Nếu chị xem được YouTube thì chị cũng biết là mình rất là thích đôi giày, mình cũng đã mang rồi chị nha. Tức là có nhiều cái món quà rất là đáng quý đúng không? Đúng rồi. Khi nãy thì quần áo của các bé là em thấy rồi, em đi ngang em có ghé vào cái phòng liệm bé, em mới nói với quý khán giả là có một cái điều nó khác lạ hơn, đó là rất nhiều những cái khăn nhỏ nè, rồi quần áo nhỏ là của mọi người gửi về. Đó là tấm lòng của quý mạnh thường quân, của tất cả mọi người đã gửi về cho các bé. Cái nào cũng đáng quý hết. Với lại chị cũng có nói thêm là có một vài trường hợp
gửi bé về đây cho chị. Nhưng mà gửi từ xa là chị chỉ biết là cái nơi gửi thôi. Dạ. Chứ chị không có biết cái người muốn gửi bé đó là ai. Thì mình muốn nhắn nhủ cho bạn nào ở Huế với lại một bạn ở Hà Giang gì đó, thì nếu như bạn có xem được cái YouTube này thì bạn cứ yên tâm, con bạn đã được về tới Hoa Hồng. Thì mình không biết nói gì hơn, mình không nghĩ là mọi người thương các con và cũng thương mình nhiều tới vậy. Thì cũng mong là mọi người luôn cầu nguyện cho mình để lúc nào mình cũng vững cái tâm mình, để tiếp tục trên cái con đường thiện nguyện của mình. Có thể nó sẽ không có êm đẹp, nó không bao giờ mà trải hoa hồng cho mình đi đâu, kể xa nhiều chông gai, nhưng mà mình mong là mọi người luôn bên cạnh ủng hộ, động viên mình, những cái lời động viên cho mình, những cái lời an ủi cho mình trong những cái lúc buồn đó cũng là cái tinh thần lớn lắm để cho mình làm được cái việc này. Thì chị mình cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cũng tâm sự với cả nhà thêm một chút nữa, thì Nhân đã từng đi gặp rất nhiều những cái người làm những cái công việc rất là đặc biệt, như là vớt xác cũng có nè, rồi chăm sóc mồ mả cũng có, rồi những cái nghề mà trong giữ nhà xác cũng có, tức là những cái nghề mà không phải ai cũng dám làm và không phải ai cũng muốn làm cả. Nhưng mà vì một cái duyên, một cái cơ duyên nào đó mà họ phải làm và họ gắn bó và họ thực sự là họ yêu thích cái công việc đó của họ. Thì chị bé B cũng là một cái công việc như vậy. Tự nhiên hỏi đến làm nghề gì, mình mang thai nhi về mình chôn cất ở nghĩa trang, nghe nó lạ mà nó cũng, người ta nghe người ta cũng sợ nữa đúng không chị? Nhưng mà nó là một cái công việc rất ý nghĩa, bởi vì ai cũng vậy á, sống thì có cái nhà, mất thì có cái mồ. Trong khi các bé là chưa được cái trên cái trần gian này bao lâu hết, rồi bỏ các bé thành cái rác thải y học, rác thải y tế, hoặc là chôn các bé ở một cái bụi lùm nào đó thì nhìn thật sự rất thương đúng không? Về đây có một cái ngôi nhà như vậy thì vừa ấm cúng nè, vừa đẹp nữa, một cái nghĩa trang rất đẹp nữa. Và chị bé B thì đã làm cái công việc này mười mấy năm rồi. Khi Nhân chia sẻ video lên thì nhận, để cho chị nhận ra là chị không có đơn độc, và để mọi người biết là nơi đây có một cái nơi mà các bé đang nằm được chị chăm lo mỗi ngày như thế này. Thì thật sự thì em rất là quý cái công việc của chị, và chị hãy yên tâm là những số tiền ủng hộ cũng có, những lời động viên về tinh thần cũng có, và những cái tình cảm mà từ những cái món quà nhỏ như cái đôi giày tặng cho chị, nó chỉ để khẳng định một điều là vẫn còn mọi người đồng hành với chị. Cho nên chị cũng cố gắng, hy vọng là 5 năm, 10 năm sau em có quay trở lại nơi đây, đủ một cái duyên em quay lại thì vẫn gặp chị khỏe mạnh như thế này và các bé vẫn bình yên như thế này. Hả chị? Dạ. Chị cảm ơn em dạ. Rất nhiều. Chị cũng chúc cho em trên cái con đường theo đuổi ước mơ của mình á, thì chắc chắn thì sẽ có gặp rất nhiều sóng gió, nhiều trở ngại. Thì cũng mong là em cũng vượt qua, mong em cũng giữ gìn sức khỏe để đi tới những cái nơi mà có đang chờ tụi em tới, và dạ. Những cái nơi tụi em muốn khám phá. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng tổ chức cái buổi cúng hôm nay để cho quý khán giả được xem và cho các bé ở đây được ấm cúng luôn hả chị. Cái tượng cái này rất là nhiều thế, tại 8 thế được. Đây là những cái ghế đang bú tay. Để gì? Nằm đi, nằm đi. Dạ. Còn mấy đứa này thì cũng đang bú tay ngồi nằm đi. Đây đứa nhỏ. Nó có hai đứa mặc quần này. Đấy ấy, thầy ấy rồi anh. Bỏ những này đứa bé này là như thế nào á? Rồi ấy. Cho đây là kia chém luôn rồi kìa anh. Còn đây là những đứa trẻ lớn bị do một cái là do cái nhân viên nó chết, hoặc là do những người bệnh tật. Rồi. Hôm nay là sư phụ mang lên đây tổng cộng là bao nhiêu tượng các bé như vậy? Tám đứa tượng trong tám. Tám dáng này cũng cảm ơn cơ sở Phật tử của sư phụ là Thanh Phong á. Chuyên làm tượng, họ phát tâm họ đổ những tượng này luôn. Dạ. Và cúng dường luôn. Không. Thầy đặt rồi, anh chén. Chấm xí con liền. Anh chén xí con. Chấm hai cái cho thầy luôn nha. Chấm lại đây, thôi chấm ra trước đi. Ngay chỗ, làm sao mà ngay giữa ngày, cái đó thầy đi. Chấm cái đầu lên. Tôn tượng Ngài Địa Tạng cũng là, theo truyền thống của Phật giáo, Ngài Địa Tạng cũng là một vị Bồ Tát bảo hộ những trẻ em. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 có nói là khi những người một phụ nữ mang thai mà muốn cho thai nhi những đứa trẻ sinh ra lành mạnh, nên cũng làm những việc tụng Địa Tạng, làm theo cái pháp hạnh của Ngài Địa Tạng thì cũng được bình an.
chứ không phải địa tạng dừng lại là độ phóng đâu. Người nào mà ý kiến gì nghĩa là phóng phóng ba đời chư Phật rồi. Anh làm sao cái mấy nhỏ nó quay cái mặt ra. Gì? Quay cái mặt này nè. Không quay. Vậy phía sau mình sẽ di chuyển cái bình hoa luôn. Di chuyển bình hoa đi. Cần thiết phải di chuyển cái bình hoa đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là những cái mà đây cái dáng nằm là dáng là hồn nhiên á. Chết. Hồi trước cái thầy định làm nguyên cái bộ luôn á chị B. Dạ. Nhưng mà chị nói có tượng địa tạng của cô Phật tử nào mà cô cúng mà cô muốn cuối đời cô không muốn di chuyển. Dạ. Nên thầy mới làm 8 đứa nhỏ này. Dạ. Mới vô có 5 đứa thôi. Nhưng mà cái cơ sở Thanh Phong họ phát tâm làm thêm 3 đứa, 3 bà chú. Vậy cũng được, cũng hợp với lại cái tôn tượng ngài rồi. Không, cái này là chịu rồi nè, nó chịu rồi đó. Có một cái này sự cố không? Đã vừa xảy ra. Đó, tôi đặt lên đây. Để đây mẹ vô. Không, giờ anh cái tượng đó cứ để làm giống như vậy. Tượng cứ giống như vậy, nhưng mà giờ anh lấy kia bắn lại. Hình như là 6 tượng nó đẹp hơn á. Ok, muốn 6 thì 6. Rồi, anh cứ đi. Lấy kia, lấy kia bắn lại. Tượng nó dính rồi đó. Không, bây giờ đặt xuống, để xuống lấy kêu mà. Kêu là bắn khô liền, thêm silicon nữa. Giờ chỉ còn 6 tượng thôi đó. Được thầy, được. Không sao hết. Giờ cái tượng ấy là như thế này. Mấy cái tượng này giờ mình để riêng. Cái tượng này hả? Sao không, vậy chị? Chắc thầy như thầy nói. Chỉ muốn 6 tượng thôi. 6 tượng thì đẹp hơn. 8 tượng nó nhiều quá. Thì riêng được 6 tượng. Ngồi yên nha, không có được xuống đây nha. Nó không phải đâu. Biết sao không chị Bê? Dạ. Con của chị nó thấy tượng nó đẹp quá, nó nghịch thôi. Dạ. Nó tưởng đồ chơi đó. Rồi. Không mà thấy cái đẹp đó thầy. Rồi Thanh, ơi Lâm, chị ơi cho sư phụ đi con. Không mà xấu cái đẹp hơn á. Có gì đẹp hơn không? Dạ đẹp hơn. Ý nó muốn vậy. Thôi mấy đứa nhỏ mà thầy cũng chiều theo thôi. Ờ mà coi chừng ngắn nước ngắn nước. Anh có keo không? Anh xuống anh lấy bấm cho nó chết cho cái sợ dâu. Nè, thì chỉ cho. Giờ nè. Mấy em và những em không được lành lặn đúng chị. Anh nói là họ muốn là... Hay là phải có những cái tượng bể nó mới đúng rồi. Em thấy các bạn để những cái tượng bể rất là hay. Ôi. Không có động gì thôi nha. Ở thầy à. Để những cái tượng bể ra thầy. Không, bể nó phản cảm quá. Nhưng mà ý là để một góc là thôi, không để trên đó. Thì để đây. Vậy đâu, mấy cái đó đi qua cái miếu. Keo nó không dính hay sao á? Không, tượng kia dính. Keo này chưa dính đâu. Keo này, nếu mà dán keo ấy á, keo điện á, cái này nó còn lấy mà. Chỉ có chừng cái bé bên đây cũng hơi meo ra đó. Lúc mà lấy ra không được. Silicone này nó còn nước. Nó lại 2-3 tiếng nữa nó ăn được. Lúc đầu cái cô tử á, cô phát tâm chỉ 5 tượng thôi. Nhưng mà nhà sản xuất của bên tượng Hưng Phong á, làm thêm cho thầy 3 tượng nữa, nó đủ 8 giá. Cái người phát tâm đầu người ta chỉ trúng 5 tượng thôi. Nên giờ không biết là nó vô cái thế 5 tượng người ta. Nên nhớ cái tâm linh đó, họ có tha tâm thông đó, họ hiểu hết tất cả các việc làm của mình. Đôi khi cái người cúng đó, họ có tâm. Nhưng mà thôi 5 tượng, 8 tượng không quan trọng, đó là hiện tượng vật lý thôi. Đừng có nó ôm nặng chi. Chắc phải để hết ở cái dòng dưới thôi quá. Không, dạ. Để được trên. Silicon nóng là nhanh lắm. Cái này silicon này không được. Vậy thì bây giờ nó như vậy nè chị B. Dạ. Giờ cái tượng này mình để vậy nè. Để dạ đúng rồi. Theo không để chính diện của ngài địa tạng nữa. Dạ. Thì mấy ông nhỏ muốn sao mình làm vậy. Chứ đừng có trách tụi nó. Nó là cũng là những cái đứa trẻ đáng thương thôi. Nhân cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã ủng hộ vào quỹ Phong Linh dành riêng cho thai nhi.
có Tony Trương, Loan Anh Hà ủng hộ 100 đô Úc để cúng trang viên hoa hồng. Chị Huỳnh Hồ Điệp ủng hộ 100 đô Mỹ cũng để cúng trang viên hoa hồng. Một mạnh thường quân giấu tên ủng hộ quỹ 200.000 đồng. Nguyễn Thị Hiểu 300.000 đồng. Ngô Văn Pao NT 1 triệu đồng. Quang Ngô 900.000 đồng. Chị Châu Nguyễn 100 đô Mỹ. Xin hồi hướng công đức này về cho quý mạnh thường quân cũng như gia đình được nhiều sức khỏe và an lạc. Bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế di dạ na ra căn trì di đế sắc đi na ba dạ na ta ba ha tương đa dạ ta ba ha ma ha tương đa dạ ta ba ha tương đa dung nghệ tức bàn đa dạ ta ba ha na ra căn trì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tức đa tăng ha mục cây dạ ta ba ma ha a tương đa dạ ta ba ha dân kiến ra tương đa dạ ta ba ha ba đa ma y tương đa dạ ta ba ha na ra căn trì và na ra dạ ta ba ma ba lợi thắng kiến ra dạ ta ba ha nam mô hắc ra đắc ha ra dạ nam mô A di đà Phật lâu yết đế thức bà đa dạ ta bà hàng tất tiện đô mạng đa đa bà sa dạ ta bà hàng tất tiện đô mạng đa đa bà sa dạ ta bà hàng tất tiện đô mạng đa đa bà sa dạ ta bà hàng tất cả sinh linh bé nhỏ đang thường giờ cúng hôm nay triệu thỉnh các vị vong linh thai nhi vân tập pháp đàn thọ tự hiên cúng không phân quy tiện không phân tôn giáo bình đẳng phẩm loại như nhau tề nghi thọ dụng khởi tâm yêu thương chia sẻ cúng dường phẩm vật tùy hỷ không nên tranh giành nên ai cũng được bằng giờ cúng hôm nay điều thỉnh vong linh thai nhi xúc xảo chư vị vong linh nhi lại đạo pháp đàn thọ tư hiến thực hương hoa ý à triệu thỉnh mô văn lai tập bồ tát nam mô văn lai tập bồ tát nam mô văn lai tập bồ tát nam mô cam lộ bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô cam lộ vương bồ tát nam mô di di bồ tát kính thưa thầy, theo con được biết á, là trong đạo Phật có cái nghi thức là cúng thí thực, và theo thầy thì trong những cái buổi cúng thí thực mà đặc biệt là trong ngày hôm nay cúng cho những cái thai nhi ở trang viên hoa hồng này, thì theo thầy những cái mục đích và cái lợi lạc cho các em ra sao thì kính mong thầy chia sẻ cho chúng con nghe. A Di Đà Phật, cảm ơn chú. Xin chào tất cả các vị Phật tử. Thật sự đối với Phật giáo, cái Phật giáo Bắc truyền thì cái nghi thức cúng này là để mình thể hiện cái lòng của mình đối với những người mà họ không phải tồn tại vật chất như mình. Nói về có lợi không có lợi thì mình cũng chưa dám xét bạc. Tại vì như Phật giáo thì không có chủ trương cúng kiến nhiều, không phải là để đậm nặng như máy tính, nhưng mà vì chư tổ đã, mà đặc biệt là lục tổ Huệ Năng, cái phần cúng vong linh này, cúng chẩn cho cô hồn là hình như là bắt nguồn từ ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng là lục tổ, là đời thứ 33. Ngài có nhân duyên, ngài thấy được tất cả các phần vong linh nên ngài thiết ra cái mông sơn thí thực mà các chùa hằng Bắc truyền, bên Bắc truyền hằng ngày vào tầm chiều có cúng. Còn cái mình ở đây mình cúng là mình thể hiện cái tấm lòng. Thì có ở đây là nói tin hay không tin là chuyện cá nhân của mọi người. Nhưng mà hồi nãy nói chuyện với lại hai vợ chồng của chị B là đạo Công giáo, cũng chia sẻ là có những người mà đạo Công giáo họ đến đây họ thấy những cái vong linh trẻ rồi họ mang sữa lên cúng. Thì đó là một cái sự tin ở mỗi người thôi, chứ không có phải là có người thấy thì tin, người không thấy không tin, chuyện nó bình thường nên không có. Còn đối với thầy á thì cúng là để thương vong linh, nó thật sự thương vong linh. Tại vong linh họ không phải là máu, họ không phải là những cái gì mà vong linh là một dạng chúng sanh, mà theo tinh thần Phật giáo là lục đạo, là ngạ quỷ.
thì mình cúng đó là mình để an ủi họ, thương họ, tại vì họ do cái nghiệp dấn số họ bị từ bỏ đó, và cũng mong muốn mọi người hãy bảo vệ, đừng nên từ bỏ những sinh linh bé nhỏ này vì một lý do nào đó, và đúng và sai không bằng bàn nữa, mà hãy bảo vệ. Mới vừa rồi nghe nói là từ lúc mà thầy lên cúng đây là cách đây khoảng vài tháng mà lên đây là thêm 100 mấy chục bé nữa đó. Có những người á, thật sự cái chị mộ chị bên cái nghĩa trang hoa hồng này của chị bé làm là để cho những người đó chuộc lỗi. Có những người họ bỏ thai nhi. Lần trước á, thầy có lên đây á, có hai cái bông linh thai nhi nhỏ mà bỏ trên cái đèo gì? Đèo của Hin ở đó, mà người ta đi phóng quế đi tiêu tiểu trên đầu những đứa trẻ đó. Và khi đó thầy mới bốc mộ những đứa trẻ về đây để đây, đặt tên là Thánh Ân và Thánh Nghĩa. Thì mình thể hiện con người mà, người mà lực pháp cũng quy định là tôn trọng người mất cũng có cái đấy, nên về đúng và sai thì do quan niệm mọi người thôi, chứ tin hay không tin thì mình đừng có bắt người ta phải tin cho mình. Đạo Phật hay ở chỗ là không bắt ai phải tin, nhưng mà mình cúng đừng bao giờ nặng cái mê tín. Cúng là để thì trước mình cúng cho bông linh là mình thương họ, sau đó thức ăn này cũng chia cho những người mà quẩn tráng đây họ ăn, nên thức ăn là phong phú, là ngon, là đẹp, chứ không phải thức ăn là dơ. Những cái thức ăn mình cúng cho bông linh là những cái gì mình ăn được, mình ăn thì mình cúng, chứ không phải là cúng những cái thức ăn mình không ăn được. Ý nghĩa của cúng là để đồng cảm với số phận, chứ còn nói giúp họ siêu thì tinh thần nhà Phật không có. Tại siêu là mỗi người tự vận động, tự tu cũng siêu, nhưng mà mình có thể nhắc nhở trợ duyên cho một cái nếu mà họ nghe thì họ tự giải thoát họ, chứ mà nếu mà Phật giải thoát được thì đâu có chúng sanh nào khổ. Nên đạo Phật là luôn lấy cái chú trọng về nhân quả. Thật sự mình từ Sài Gòn lên đây đi nhiều việc, nào đi xây chùa, đi cho mấy đi hộ hiệp lực mấy thầy ở đây xây chùa, sẵn ghé được cái mộ này, làm luôn mấy cái chuông gió và gắn 5 cái tượng nhỏ của những đứa thai nhi, treo mấy cái khoan là để làm trang nghiêm Phật, là trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ tâm mình, thấy ai cũng là Phật là mình trang nghiêm đó, là tự mình trang nghiêm chính Phật tánh của mình. Ý nghĩa là vậy, chứ còn mỗi lần lên đây nhìn nó đau khổ, càng ngày mộ nó càng nhiều là càng đau khổ, nhưng mà mỗi người nghiệp lực khác nhau, đâu có thể bắt họ phải ấy. Nhưng mà có những người họ nó lỡ rồi, họ lỡ bỏ rồi, nhưng mà không có cho mà họ cái vấn đề họ không gây rất lương tâm, thì chính ở nơi đây làm cho họ có cái chuộc lỗi, nhưng đừng mang hình thức đó. Cái sám hối của Phật là chuộc lỗi thôi, đừng tạo tội mới, chứ không phải là mình tưởng là có nơi đây rồi mình cứ bỏ thoải mái cứ vô đây là đó là người đó không nên, đáng trách thôi. Ý nghĩa của đây là dừng lại các việc xấu. Và qua cái chương trình này, thật sự người mà phát tâm làm mộ này họ cũng không có cần kêu gọi ai phải làm hết, nhưng mà có vị nào có lòng có sự mà hiệp lực với lại chị B nên ủng hộ chị, tại vì hai vợ chồng chị bỏ ra công việc đây làm đây là hơn 13.000 cái mộ này, là không phải là vì cái mưu cầu lợi ích kinh tế đâu. Nếu mà kinh tế không ai dám làm này đâu, thật sự chỉ có những người ở đây mới trải nghiệm được tâm linh thôi, còn những người mà qua màn ảnh hay là những người nghe họ tin hay không tin không bàn, nhưng mà những người đang thật sự đứng đây và chị bé B và chồng chị B, con chị B là chắc chắn là có tâm linh gì đó họ mới làm, hay là do cái duyên. Đạo Phật thì không có dừng lại, đạo Phật thì không có nói là tinh thần của Phật giáo là tinh thần của bảo toàn, không có cái gì mà tự nhiên sanh hết, nên đối với Phật giáo là cái gì cũng giải thích được. Giống như thầy kể con nghe câu chuyện một đứa bé đó mà bị gì đó mà rớt từ tầng 13 xuống. Thì con nghĩ đi, cái này là nói về vật lý, làm sao một đứa trẻ mà nó chèo qua cái lan can khoảng 1 mét mấy được, mà chung cư thì họ cắt cái lan can là chắc cũng cao. Một đứa trẻ mà chèo qua lan can rồi nắm toàn ten đó, rồi đợi cái người mà hàng xóm cái bên họ la, cái chú mà tài xế chú chèo lên nóc, chú đứng cho hứng, bé từ trên rớt xuống. Mà nói về cái hiện tượng vật lý thôi, một đứa bé cho dù nó 2 tuổi nó khoảng 4 kg, từ tầng 13 rớt xuống, nhân hệ số 10 lên là cái trọng lượng là bao nhiêu ký, mấy chục ký, mà rớt xuống mà chỉ nhẹ nhàng thôi, không có bị thương, không bị gì hết. Vì thì đứa cái đó là
giải thích hay hoặc hiện tượng vật lý là giải thích không nổi. Giờ đưa một cái hiện tượng khác làm cũng không thể nào mà đứa bé chẳng có thì đây là chỉ có vấn đề về tâm linh mình mới hiểu thôi. Chứ còn ngoài ra hiện tượng vật lý khoa học không thể nào giải thích nổi. Không có cái gì mà nên người ta gọi là may mắn. Cái đối với Phật giáo không có may mắn mà chỉ là nhân quả, nhân duyên hình thành thôi. May mắn tại sao nghe may mắn của người này mà không may mắn người khác? Đối với Phật giáo là giải thích hiện tất cả hiện tượng đều có nhân duyên chứ không phải giải thích là hên xui. Đại Phật, người ta nói đạo Phật là duy tâm là người đó không hiểu đạo Phật. Đạo Phật không có dụ duy tâm mà giải thích theo, tại vì trên con nên nhớ là định lực bảo toàn á, là không có gì tự nhiên sanh mà cũng không có gì tự nhiên mà diệt hết. Tất cả đều có nhân duyên, cái này sanh thì cái kia sanh, cái kia này diệt thì cái kia diệt. Nên đối với Phật giáo tất cả đều có nhân duyên, nguyên nhân hết chứ không phải là may mắn hên xui gì. Mình cúng ở đây cũng là nhân duyên chứ không phải là, nhưng mà nó sẽ sám hối gợi cúng một chút. Đừng có hứa với mấy bông linh nhỏ nha. Thầy có hứa 4 cái chuông thôi, phải cắn 4 cái chuông đủ. Mà trước giao cho anh nhân gà 3 cái và phải mang ra thêm cái nữa đủ 4 cái. Hứa năm, các vị biết làm 5-8 cái tượng mà lúc đầu thì hứa nó có 5 cái tượng thôi. Nhưng mà làm 8 cái tượng gắn lên rớt hết 3 cái tượng liền tức khắc. Cái tượng này cũng cảm ơn bên cơ sở làm tượng Thanh Phong đã cúng dường cho thầy. Có những Phật tử cúng dường 5 cái mà giờ 3 cái mắt bếp rớt hồi nãy con thấy rớt, tự động rớt thôi. Nhưng thì đó, bởi vì những đứa trẻ này, những cái bông linh nhỏ này đừng bao giờ thất hứa với họ. Có đó, còn tính thì không là ở mọi người. Dạ, một Phật cho con hỏi thêm một điều nữa thầy. Như những cái cô gái hoặc là những cái gia đình mà đã lầm lỡ mà bỏ những cái thai như vậy này, thì họ chưa biết đến đạo Phật, họ và vẫn còn bị một số trường hợp đó thì họ bị phá, họ bị theo, họ làm cho người ta không có nhiều nỗi khổ niềm đau. Thì nếu như theo như đạo Phật á, thì có chất liệu nào, có phương pháp nào hoặc nghi thức nào có thể hóa giải được những cái nỗi khổ niềm đau đối với họ theo một cách chánh tín, không còn mê tín nữa, thì kính mong thầy chia sẻ với đối với bạn. Cảm ơn chú. Đối với đạo Phật á, cái sám hối không phải là mình làm tội đối với lại người này rồi mình lên đến chùa mình lạy Phật. Đạo Phật hoàn toàn không đúng. Cái đó là chỉ có một cái là bớt rây rứt thôi. Chứ thực ra là mình tạo tội với đối tượng đó thì bắt buộc mình phải sám hối đối tượng đó. Giống như họ lỡ tạo bỏ thai nhi thì bắt buộc họ phải chuyển hóa. Chuyển hóa là họ làm những cái điều thiện để hồi hướng cho những cái thai nhi đó họ bỏ. Chứ không phải là có nhiều người họ mang đến thai nhi họ giao cho chùa, họ nói vậy xong hết rồi đó. Vậy đó, đối với tinh thần này không sám hối, tại vì tâm họ không chịu sám hối, họ chỉ giao trách nhiệm thôi, họ cũng rây rứt đó. Họ đến họ giao. Bởi vì thì cái chuyện chính là bản thân mình đừng có bỏ, mình đừng có tước bỏ mạng sống người ta. Còn mình nước to mạng sống thì mình cứ giao cho người khác thì mình không có trách nhiệm rồi. Mà đó là tinh thần không có sám hối, nó họ mới chỉ sám thôi chứ không có hối. Có nhiều người giờ bỏ rồi cũng ăn năn, cũng làm hết tất cả rồi lần sau bỏ rồi vòng bệnh viện lý này sự nọ, lý do này, do kinh tế, do đủ thứ chuyện hết. Nên mình đã lần trước mình đã tạo rồi, mình bỏ rồi, mình ăn năn rồi mà giờ mình không có hối nữa. Hối là mình vẫn lại, hối là có nghĩa là không tạo lại nữa. Nhưng mà khi đó con người chúng sanh họ mang cái lý này sự nọ để họ bào chữa cho cái hành động mình, thì cái vong linh là họ đọc được cái suy nghĩ của mình. Nên họ biết được người đó có thành tâm hay không. Nếu mà người đó thành tâm chắc chắn vong linh ta sẽ giải cho siêu, tại vì không ai thù dai, không ai giận dai, chỉ do mình có chịu. Giống như tinh thần của Phật giáo là ai buộc nút thì người đó tháo nút, ai treo chuông người đó tháo chuông, chứ không có vụ mà người này tháo thế đâu. Nếu mà Đức Phật tháo thế chúng sanh đâu còn phải khổ, đâu còn phải có dụng 13.000 cái mồi thai nhi, hoặc là trên thế giới này đâu còn có chiến tranh nữa. Tất cả chúng ta đều tồn tại theo nghiệp lực. Nó có dụ như dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên mình sát sanh nhiều quá dẫn đến chỉ có mình con người mình là tự tôn, phá hoại môi trường, phá hoại hết thiên nhiên, gây hết tất cả các khổ não, thì nhân quả đó mình nhận hết về mình là chỉ có một con virus nhỏ xíu thôi. Nó tạo cho cả thế giới điên đảo về tinh tế, giờ con người ta chết chóc rất là nhiều và ai cũng sợ lúc nào. Nói chung là nói chuyện nhau cũng không dám bắt tay thân mật như xưa nữa. Người này nghi kỵ người kia có bệnh không. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ họ có phước là ra cái loại vaccine, nhưng mà vaccine nó chưa chắc an toàn. Nên chúng ta tạo nghiệp gì thì chúng ta nhận cái quả đó.
chứ đừng có trách trời, trách đất, trách số phận gì hết. Nên chủ trương của Phật giáo là tự mình giải thoát, tu là. Bởi vì cái câu mà Đức Phật nói rất hay, bởi vì cái niềm tin Đức Phật là tuyệt đối ở chỗ này. Mười phương Như Lai chỉ là thầy dẫn đường thôi, chứ không có cứu được mình. Phật là Đại Dương chỉ là người đưa ra cái thuốc thôi, muốn hết bệnh hay không hết bệnh là do mỗi chúng sanh. Chúng ta bị kẹp vào cái văn hóa tôn giáo. Tôn giáo của tôi làm, còn tôn giáo của các anh không làm. Ở đây là tất cả đều thầy cúng là cúng chung hết, không có phân biệt tôn giáo này tôn giáo kia, không có tín ngưỡng này tín ngưỡng kia, không phân biệt gì hết. Tại ai đến đây cũng là lòng từ bi, lòng tình thương thì không có tôn giáo. Còn chúng ta mà thương thì tiểu thương á, tiểu thương không phải là ngoài chợ đâu, tiểu thương là thương ít á, là chúng ta phân biệt tôn giáo tôi cúng, còn tôn giáo người của bạn tôi không cúng, là mình đó là không tốt. Nên sống trang hòa. Nếu như chị bé bê này chỉ là đạo công giáo, chị cũng tình thương là Phật giáo, Thiên Chúa giáo chung hết. Mà có một số người nói chị cũng ấy, nhưng mà thôi, ai nói. Thì giống như mình đến đây là mình bản thân giáo không có sai, sai ở con người thôi. Tôn giáo không có tôn giáo nào dạy mình sai hết. Không ai dạy mình đi sát sanh hết á, không ai dạy mình đi lừa lạc trộm cướp hết. Chỉ do mình sai. Đó mới là. Nhưng mà cái câu này các vị nhớ, phàm làm việc gì cũng xét lấy hậu quả. Câu đó là của rất chính xác, là mình gây gian nhân gì phải coi là cái hậu quả mà sẽ trả. Bởi vì cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đối với chư Bồ Tát á, họ sợ gieo cái nhân lầm để họ, còn đối với chúng sanh khi nào quả trả họ mới sợ. Giống như giờ đâu phải tự nhiên cũng đuôi mù thấp bé đâu, đâu phải ai sinh ra cũng muốn mình phải cao quý giàu sang đâu, chứ đâu muốn sinh ra mình trong gia đình hạ tiện. Nhưng mà vì do nghiệp dẫn, nghiệp dẫn là do cái nghiệp mình tạo, họ dẫn đến chỗ đó bắt buộc phải chịu, chứ không ai mong muốn mình là đuôi mù thấp bé hết. Sanh ra cũng đều mong muốn mình sanh ra chỗ ngon, đâu ai muốn sanh ra chỗ đói khát, đâu ai sanh ra muốn mình sanh ra làm những thai nhi mà bị từ bỏ nhân do nghiệp lực. Nhưng mà giờ chúng ta chấp nghiệp lực thôi. Cảm ơn các vị, chúc các vị an lạc.